Hello, xin chào tất cả các bạn. Hòa quá các bạn. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường Điện Lạnh nhé. Tiếp tục video ngày hôm nay sẽ lên cho bác lại một mấy mã điện thoại để bàn các bác nhé, để trưng bày này. Với lại về các bác nếu như dùng được thì các bác thử xem có dùng được không nhé. Em thì em cứ bán là theo cái hệ là điện thoại trưng bày đấy. Các bác bảo sử dụng được, các bác bảo không, có bác bảo sử dụng được đấy, còn chưa thấy bác nào. Còn hầu như về các bác ấy để điện thoại trưng bày thôi. Đấy, thì những cái dòng điện thoại này thì là em lên theo giá nhanh nhá. Mã này là mã 849 này. Đấy, 380k. Đấy, điện thoại này thì em lên đồng giá đó các bác nhá. Đấy, em thì chỉ còn điện thoại màu đen thôi. Đấy, bác nào ưng thì kể cả là 2-3 con đến kể cả chục con em vẫn có nhá. Này, cái này thì về các bác phải lau chùi ra. Điện thoại thì em lên nhanh, không thử được, các em chả biết thử kiểu gì. Mã 850 này, 380, đồng giá các bác nhé. Tất cả mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết bên em bao ship nhé. Còn các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship này. Đấy. Con này nó còn cả cái cục gì nữa này. Đấy. Này chắc về thì các bác hầu như là để gọi là trưng bày đây. 851 này, 380, đầy đủ dây dợ các bác nhé. Điện thoại thì em lên nhanh nhưng không biết là thử kiểu gì, em chỉ lên rồi em bóc nó ra như này để em biết giá thôi. Các bác ưng mã nào thì các bác mà 852 này. Cái này thì các bác chuyển khoản hết bên em bao ship nữa thì nữa này, lãi được các bác 53.000. Nói lãi thì không có thì cũng không đúng. Đấy. Còn rất là đẹp luôn. Này về các bác lau chú ý nữa nhé. 853 này. Nói chung là buôn bán thì nó cũng phải có lúc lỗ lúc lãi. Ai lúc nào nó cũng lãi mãi thì nhanh giàu lắm. Qua xem video vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Đấy, đầu tiên của video cassette ngày hôm nay lên cho bác một em màu đỏ nhá. Đấy, một em sát QTS3 các bác nhá. Giải tần 108 này. Nút niếc đầy đủ này. Anten thì con này đang bị thiếu gãy mất cái đầu anten. Nên các bác em vẫn xem là có cái con nào nó ấy thì em thay cái anten nó đủ đầu cho nó đẹp các bác nhá. Một em sát QTS3 lên một em màu đỏ đầu tiên cho nó hứng khởi. Giải tần 108 các bác nhé. Dự án đã cơ bản đồng thuận bàn giao mặt bằng. Dự án cụm công nghiệp Đồng Tham có tổng diện tích thu hồi 75 ha đất. Cái này cửa băng nó đang hơi bị đấy nhỉ. Dự án là xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định, phục vụ di rời đầu tư mở rộng. Cửa băng nó đang hơi bị ấy tí. Cassette thì em thấy nó chưa chạy. Hợp tác xã tổ hợp pháp và cụm công nghiệp. Một em sáp QTS3 nhé. Cassette thì em thấy chưa chạy đâu. Cửa băng này nó hơi kẹt một tí thôi. Còn cái ấy gạt của nó bên trong nó vẫn còn các bác nhé. Cái này thì về các bác dọn dẹp cái cassette thì các bác ấy lại cái tí dầu là tí chà tí ấy cho nó kiểu nó bụi bẩn ấy. Nên nó hơi kẹt thôi này. Mã này là mã 854 này. Để cho bác với giá là 900k thôi. Một em sắc QTS3 nhá, màu đỏ nhá.
Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Z-Lantic này. Giải tần 90 các bác nhá. Nút niếc anten đầy đủ này, hình thức còn rất là đẹp luôn. Một em Z-Lantic. Chở của thành phố Napoli, Italia. Chuyên gia đánh giá kho báu thành phố với bộ trang. Radio để hoạt động nhá, đèn vu hơn chạy các bác nhá. Đèn vu vẫn còn chạy này. Cassette thế vẫn còn quay đây. Có cái băng đâu, em thử cái băng xem. Chạy nhưng mà nó chạy cái nó lại bị dừng lại. Đấy. Cassette vẫn còn chạy các bác nhá. Cái băng này có vẻ nó hơi kẹt. Hình thức còn rất là đẹp luôn. Một em Z-Lantic này, nút niếc anten đầy đủ này. Một em đài vuông, hình thức rất là đẹp luôn này. Mã này là mã 855 này. Để cho bác với giá là 1 triệu nhá. Ừ. Mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Aiwa này. Cái này nó là cái băng dính các bác nhá. Băng dính nó đang khô, cái này về các bác cạo đi thôi. Để cạo đi được không này. Nút niếc anten thì đầy đủ này. Giải tần 90 các bác nhá. Giải tần 90. Một em Aiwa model là TPR 450 nhá. Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết thầy Vĩ quan tâm tới mấy em nhỏ, giúp cho mấy con là có được môi trường mới. Thầy đã làm được một công việc rất là ý nghĩa. Đấy, radio thì hoạt động rồi nhá, nhưng mà cassette này em thấy nó đang kẹt cửa băng này, nó không ra được. Đấy, radio thì hoạt động rồi này. Đấy, giải tần 90 nhá, một em Aiwa. Mã này là mã 856 này. Mã này là mã 856. Để cho bác với giá là 900k nhá. Này, cái cửa băng này đang bị kẹt nên nó không mở được ra, không thử được cái cassette, không biết là nó còn chạy không này. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sanyo model là MR2400 nhá, giải tần 90. Nút niếc anten còn đầy đủ này, hình thức màu sơn còn rất là đẹp luôn. Ngày xưa than thì thật sự là không chỉnh được nhiệt độ, thành ra cái sản phẩm ra nó cũng không thể đẹp như cái hàng đốt ra được. Sản phẩm mà đốt bằng da này ra thì đạt 99%. Sản xuất bằng da nó đã cải thiện rất nhiều về tình hình môi trường. Để phát triển sản xuất kinh doanh tại các làng nghề truyền thống bền vững, việc áp dụng sản xuất sao. Radio thì hoạt động rồi nhá, cassette thì em thấy nó chưa chạy. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette thôi. Một em Sanyo MR2400 giải tần 90 này. Mã này là mã 857 này. Để cho bác với cái giá là 800k nhá. Đấy, một em Sanyo. Hình thức còn rất là đẹp luôn, màu sơn còn rất là đẹp nhá. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Đây, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Na Tiêu Na nhá. RS4350 này. Giải tần 90 nhá, hai đèn vu này. Hai tay quay sách các bác nhá. Đấy, hình thức rất là đẹp luôn. Nút niếc anten đầy đủ này. Có cả đường line in đây các bác nhá. Hình thức rất là đẹp luôn.
nhìn rất là hầm hố nhá, hai đèn vu này. Radio thì hoạt động rồi nhá. Giải tần 90 này. Con này cassette thì em thấy là phần tua là nó vẫn chạy nhá. Nhưng mà ấn play thì là nó không kéo nổi băng này. Ấn play thì nó không kéo nổi, các dây cô loa nó trùng rồi. Hình thức còn rất là đẹp luôn. Nút nước anten đầy đủ này. Hai tay quay sách nhá, hai đèn vu vẫn còn đang hoạt động nhá. Mã này là mã 858 này. Để cho bác với giá là 2,4 triệu đi nhá. Một em Na Tiêu Na RS4350, rất thầm mấu, rất khủng bố luôn. Úi trời, nặng thế. Vâng, mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Na Tiêu Na này. Model là RQ542 nhé. Con này thì ra thiếu anten. Vâng, em vẫn bao đủ anten cho các bác nhé. Hình thức thì còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Giải tần 90 này. Radio thì hoạt động rồi nhá. Cassette thì em thấy nó chưa chạy cassette, về các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Một em Na Tiêu Na RQ542. Mã này là mã 859 này. Để cho bác với giá là 850k nhá. Tất cả mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết bên em bao ship nhá. Bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship giúp em này. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Toshiba. Nhìn rất là thanh cảnh luôn. Giải tần 90 này. Nút nước anten đầy đủ. Hình thức còn quá là đẹp luôn ấy. Này về các bác lau chùi nữa thì nước sơn còn quá là đẹp luôn nhé. Một em Toshiba. Model là RT2130 nhé. Hiện nay, giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết, vấn đề môi trường ô nhiễm sẽ tác động không phải chỉ đối với những người dân. Radio thì hoạt động rồi, nhưng mà cái nút cửa băng nó đang bị kẹt nên là mấy nút này đang bị kẹt nhá, nên không mở được cửa băng ra này. Radio thì hoạt động rồi. Giải tần 90 này. Một em Toshiba, mã này là mã 860 này. 860 để cho bác với giá là 750k đây nhá. Để về các bác xem cái phần cassette này nhá. Cái nút này đang bị kẹt nó không ấy được. Để các bác tháo ra, các bác dọn dẹp vệ sinh này. Nào cũng phải dọn dẹp cái phần cassette này. Tiếp theo lên cho bác một em Sony này nhá. Một em Sony model là CF1950 này. Hình thức còn rất là đẹp luôn. Giải tần 90, nút niếc anten đầy đủ nhá. Đối với các làng nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2030.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đến hết. Radio thì hoạt động nhé. Cassette con này thì em thấy phần tua nó vẫn chạy này. Phần tua nó vẫn chạy nhưng mà ấn play thì nó không chạy. Thì là dây cu loa nó trùng rồi. Một em Sony CF1950. Mã này là mã 861 này. Tám sáu một để cho bác với cái giá là 900k nhá. Một em Sony CF1950 này. Những cái dòng mà Sony hoặc là những cái dòng DC 9V, 12V thì cái đấy thì bên em không có dây nguồn hỗ trợ các bác nhé. Chúng em chỉ hỗ trợ cái dây nguồn số 8 thôi. Dây nguồn thì chúng em không tính vào cái tiền đài hay tiền gì cả. Chúng em chỉ có cái dây nguồn nào thì chúng em hỗ trợ cho các bác cái dây nguồn đấy thôi. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Toshiba này. Giải tần 108 các bác nhé. Một em Toshiba model là RT-F40D này. Đấy. Nút niếc anten đầy đủ nhá. Em Toshiba giải tần 108 luôn. Vâng, trong một chiếc túi như vậy thì nó sẽ được đi kèm với đây là những cái món đồ rất là cần thiết và hữu dụng cho các bạn khi chuẩn bị đi. Radio thì hoạt động rồi nhá. Cái cassette con này cũng thấy nó còn có quay đây. Thử xem là nó có chạy được không, chạy được băng không. Cô làm nàng ai. Cassette thì vẫn còn chạy được các bác nhá. Radio và cassette thì vẫn còn đang chạy được này. Hình thức còn rất là đẹp luôn. Một em Toshiba. Mã này là mã 862 này. Để cho bác với giá là 750k. Một em Toshiba. Rất là đẹp luôn nhá. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sony CFS60 các bác nhá. Con này thì nó có dây nguồn sẵn này. Con này thì thấy FM AM này nó không thấy có, nó ra tận đằng này mà có thấy có tiếng sóng này. Đấy. Mà em không biết là nó bị như nào nhá. Cái này thì về các bác nói ra các bác xem chỉnh sửa thôi. Đấy. Cassette thì thấy nó còn quay đây. Cassette thì vẫn còn chạy nhá. Radio thì là em thấy là cái phần giải tần 90 nhưng mà dò thì ra tới đây thì thấy có tiếng sóng này. Đấy, em không biết là nó bị như nào nên về các bác tháo ra các bác đây này các bác chỉnh sửa nhá. Chứ em thì hàng nguyên chất bãi thì em có như nào thì em lên em báo vậy thôi. Chúng em cũng không sửa chữa không gì cả. Hai đèn vu nhá. Mã này là mã 863 này. Mã này là mã 863 nhá. Để cho bác với giá là 1 triệu thôi. Về các bác này xem là nó bị như nào nhá. Mà nhìn nó còn rất là đẹp thôi. Cassette em thấy nó vẫn còn chạy đây. Radio thì thấy mở lên một đoạn sau này thấy nó không thấy nó mới có sóng ở tận cuối này. Lên cho bác một em này là một em Nationa này. RQ537 nhá. Hình thức thì rất là đẹp luôn. Cái này nó là cái băng dính rồi các bác nhá. Cái này nó là vết băng dính rồi này. Hình thức thì quá là đẹp luôn, giải tần 90. Nút niếc anten đầy đủ nhá. Khuôn quả đan gôn, một sản phẩm của tập đoàn dược phẩm Thái Bình. Đau đầu ra mắt chóng mặt quá.
lưu thông máu kém rồi. Radio thì hoạt động rồi này. Cassette thì em thấy nó chưa chạy đâu. Cassette thì phải các bác dọn dẹp lại phần cassette thôi. Đấy, một em Nationa. Và Q537. Mã này là mã 864 này. Để cho bác với giá là 900k nhá. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Đấy, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Toshiba RTS75 các bác nhá. Đấy. Nút niếc anten đầy đủ này. Đấy, con này thì nó đang hơi bẩn tí, cái này nó không phải là vết, cái này nó là cái vết vết gì đây, cạo đi được rồi các bác này. Đấy, cạo đi được rồi nhá. Đấy, hình thức còn rất là đẹp luôn. Nút niếc anten đầy đủ này. Một em Toshiba RTS75. Giải tần 108 nhá. Đã mang lại sự ấm áp yêu thương cho các khu dân cư tại Bình Minh. Cảm ơn theo dõi của quý vị và các bạn. Đấy, radio thì hoạt động rồi. Mẹo vặt gia đình, bí quyết hữu ích cho các bạn nội trợ. Quý vị thân mến, thời tiết mưa kéo dài khiến thường xuyên có mùi ẩm ướt vô cùng khó chịu. Nạo thủy sản cũng có mùi ẩm ướt. Theo nghiên cứu cho thấy nguyên nhân chính gây ra mùi ẩm ướt áo là do vi khuẩn gây mùi. Radio thì hoạt động rồi nhá. Cassette thì em thấy nó chưa chạy. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette thôi. Đấy, còn cái này nó là cái vết gì mình cậy đi được này, cạo đi được này. Chứ không phải là vết nứt kính đâu các bác nhá. Đấy, nút niếc anten thì đầy đủ này. Một em Toshiba RTS75. Mã này là mã 865 này. Để cho bác với giá là 1.3 triệu nhá. Đây. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sanyo này. Đây. Giải tần 108. Hình thức còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Một em Sanyo MRG307 nhé. Đấy, con này thì nó có dây điện nguồn sẵn này. Đấy, con này thì nó đang thiếu anten thì em vẫn bao đủ anten cho các bác nhé. Cho nó đẹp rồi thì cho nó. Có những con nào nó xấu thì tháo anten nó sang để cho nó bù vào cho những con này nó đẹp nhé. Con này nó bị lại bị bẩn trên áp à. Lại bị bẩn trên áp rồi các bác nhé. Đấy. Xả cho các bác này. Để các bác xem là tháo ra các bác dọn dẹp cái phần trên áp nhé. Một em Sanyo MR307 này. Mã này là mã 866 này. Để cho bác với giá là 600k này. Để các bác xem vệ sinh được chiến áp nhé. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sony này. Đấy, một em Sony nhé. Model của nó là CF1450 các bác nhá. Hút niếc anten thì đầy đủ này. Dây này không phải à? Dây nào là dây có điện này.
radio thì hoạt động rồi nhá. Asset thì em thấy nó còn chạy đây. Cassette vẫn còn chạy nhá. Chạy rất là ngon luôn. Một em Sony CF1450 này, giải tần 90 này. Mã này là mã 867. Mã 867 để cho bác với cái giá. Để cho bác với giá là 900k nhá. Mã 867 này. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Toshiba. Một em Toshiba Bombay 12 các bác nhá. Hai đèn vu này, giải tần 90 này. Đấy, hình thức còn rất là mới đẹp luôn. Đấy, nút niếc anten đầy đủ nhá. Giải tần 90. Cả đường line in đây nhá. Là tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đóng băng Hiệp ước An ninh thời chiến tranh lạnh sau khi Nga rút lui. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay Quốc hội tiếp tục chất vấn. Radio thì hoạt động rồi nhá. Cassette thì em thấy nó chưa chạy. Cassette về các bác dọn dẹp lại phần cassette thôi. Hai đèn vu vẫn còn đang chạy nhá. Hình thức thì còn quá là đẹp rồi này. Rất là hầm hố, rất là to luôn. Mã này là mã 868 này. Để cho bác với giá là 2.3 triệu này. Đấy. Cảm ơn mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034-417-4335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sony nhé. Model là CFM848 này. Giải tần 90 nhá. Nút niếc anten thì đầy đủ này. Năm 2023, chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa chuẩn bị cơ sở tiền đề cho những năm tiếp theo, trong đó tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng đầu tư tiêu dùng xuất khẩu các địa phương. Radio thì hoạt động rồi nhá. Cassette thì em thấy nó chưa chạy. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette đây. Một em Sony CFM848 này. Mã này là mã 869 này. Đâu cái bút này, bút ở đâu rồi. Mã này là mã 869. Để cho bác với giá là 900k nhá. Đây, cuối video lên cho bác một em này là một em Na Tiêu Na này. Đấy, model là RQ535 nhá. Giải tần 90 này. Đấy, nút niếc anten thì đầy đủ. Con này lại không thấy lên tiếng gì. Con này có vào điện đây nhưng mà không thấy lên tiếng các bác nhá. Một em Na Tiêu Na rất là đẹp luôn. Đấy, điện có vào đây nhá. Nhưng mà không thấy có tiếng gì. Nút niếc anten thì đầy đủ, hình thức còn rất là đẹp luôn. Mã này là mã 870 này. 870 để cho bác với cái giá là 870.
để cho bác với giá là 700k nhá. Đấy, về các bác xem này. Mình sửa cái phần kiến áp này nhá. Cắm mới có điện vào nhưng mà nó không thấy có tiếng, chưa thấy có tiếng lên. Cảm ơn, mã nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 0344174335. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi kênh của mặt hàng bên em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.